Chiều 28 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1987, ngụ tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, Trần Thị Thu Thanh điều khiển xe ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương trong đêm 27 tháng 6. Các đoạn clip từ nhà dân cho thấy, khi gây tai nạn, xe của Thanh chạy với tốc độ khá cao. Thời điểm này, đường trung tâm thành phố Vũng Tàu cũng không quá đông. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả nồng độ cồn trong máu của Thanh là 82,3mg trên 1 lít. Nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít. Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút tối 27 tháng 6, Thanh điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra bãi biển, sau đó đâm vào xe đẩy rác do bà Nguyễn Thị P đẩy bộ cùng chiều phía trước. Không dừng lại, Thanh điều khiển xe ô tô chạy đến giao lộ Hùng Vương Nguyễn Văn Trỗi thì tiếp tục va chạm với xe máy do ông Bùi Xuân T điều khiển cùng chiều phía trước. Thanh tiếp tục lái xe tới ngã 5 đường Nguyễn Văn Trỗi, đâm vào hai xe máy khác đang chạy cùng chiều. Ô tô do Thanh điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục đâm vào xe máy do bà Phan Thị S và con gái Lê Thị Như T lưu thông chiều ngược lại đang chờ đèn tín hiệu. Xe của Thanh đẩy hai chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè, va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè và chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu. Vụ tai nạn đã khiến bà Phan Thị S cùng con gái tử vong tại hiện trường. 5 người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa, một người được điều trị tại bệnh viện Vũng Tàu. Cả ba bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Riêng hai bệnh nhân bị nhẹ hơn đã tự chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Theo một nguồn tin của VOV, Trần Thị Thu Thanh chưa có giấy phép lái xe.